Thưa quý khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Số ca bệnh trên toàn cầu đang tính gần con số 20,5 triệu ca mắc COVID-19. Trong đó, Mỹ, Brazil dẫn độ vẫn là những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hiện Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất với 5,3 triệu ca nhiễm. Ở tâm dịch lớn thứ hai thế giới, số ca mắc mới trong ngày tại Brazil vẫn ở mức cao trên 52.000, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 3,1 triệu ca. Ấn Độ hiện là tâm dịch lớn thứ ba thế giới, với hơn 2,3 triệu ca mắc COVID-19. Nam Phi là quốc gia ghi nhận nhiều ca nhiễm bệnh nhất ở châu Phi, còn Algeria và Maroc là hai quốc gia có số ca nhiễm mới tăng mạnh kể từ sau khi nới lỏng lệnh cách ly. Trong khi đó, Colombia có số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua gần 13.000 ca, nâng tổng số hơn 410.000 ca, hiện đang đứng thứ 8 trên thế giới về số ca nhiễm. Còn Philippines vẫn là ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, như vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 cập nhật đến 6 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm 20.490.975 người, số ca tử vong 744.050 người, số ca chữa khỏi 13.406.461 người. Tại Việt Nam, ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay, không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Như vậy, tại Việt Nam, số người nhiễm 866 người, số ca tử vong 16 người, số ca chữa khỏi 399 người. Còn tại Tây Ninh, 4 trên 4 bệnh nhân nhiễm bệnh đã được điều trị khỏi và cho xuất viện.